đây là cái mặt của nó thôi. Đồng hồ thôi, còn cái bộ đây. Nó là nằm trên này. Camera của nó đây. Rồi, lát nữa thì anh cho em trải nghiệm thử để chia sẻ với mọi okay, người nhé. Okay. À cái này nó còn có cái hay cái này này. Để tí nữa, để tí nữa, để tí nữa. Không, phải đi ra cao tốc mới có. Rồi tí nữa anh em đi. À cao có tốc điều. Rồi. À. Xin chào mọi người. Xin chào quý các bạn ạ. Vâng. Hiện tại ngày nay thì những hãng xe đều ra rất nhiều các cái phiên bản khác nhau để có cái sự chênh lệch về giá bán và những cái option trang bị trên xe. Với nhiều người ấy, thì mẹ mong muốn sở hữu cho mình một chiếc xe full full option. Đấy. Nhưng có những người thì lại lựa chọn cho mình một cái cách đi, một cái cách sở hữu nó hơi riêng một chút, là mua một chiếc xe bản bay không có gì cả. Sau đó về bebop, nghĩa là cá nhân hóa theo cái cách, cái mong muốn của mình. Những cái đồ mà mình muốn mang lên cái xe của mình để nó tiện dụng trong cái quá trình sử dụng này, rồi những cái trải nghiệm hàng ngày. Thực tế ra với những hãng xe nổi tiếng trên thế giới như kiểu dạng Bentley hay Rolls Royce ấy, thì họ rất là giỏi trong vấn đề truyền thông và kể chuyện. Họ tạo ra những cái trang bị mà kiểu theo cái ý muốn của họ và ý muốn của khách hàng. Sau đó họ vẽ kể chuyện lên một cái câu chuyện nghe nó hấp dẫn vô cùng luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chiếc xe này và anh chủ. Ê, tôi sẽ mời anh chủ đến để chúng ta cùng xem là chiếc xe này đã được anh trang bị những gì. Vâng, chào anh. Chào mọi người. Thì đây, hôm nay có chiếc Lagetta đây thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là lý do tại sao mà anh lại lựa chọn cái phương án là mua một chiếc xe bản bay, xong sau đó về độ cá nhân hóa theo ý muốn của mình. Thực ra là không có tiền mua bản full em ạ. Thực ra thì mỗi người nó có một cái phong cách riêng. Vâng. Và anh thì anh lại thích cái kiểu là cái cách của mình một kiểu ấy. Em thì phần đầu xe thì em thấy rằng nó cũng có khá những cái điểm thú vị rồi đấy. Ví dụ như là cái phần mặt lưới tản nhiệt này được thay đổi này. Phần logo VinFast là cũng được tạo điểm nhấn bởi cái đèn LED này này. Rồi đèn pha và chuyển thành mắt xanh. Đấy. Cái phần đầu này thì anh mới đầu anh về anh thích nhất là độ cái mặt ca năng này. Vì anh nhìn cái con gì nhỉ? Con V8 ở bên Thụy Sĩ của VinFast ấy. Cái mặt ca năng nó giống như này này. Anh thích cái mặt đấy lắm. Cho nên là anh độ cái mặt này đầu tiên. Rồi sau đó là em biết sao không? Cái đèn này mà đi ở trong phố thì ok, nhưng mà anh đi về quê ấy, là anh thường xuyên đi đường thiếu, dài nó thiếu sáng và cái ánh sáng nó không được cao lắm ấy. Anh hay bật pha nên mà bật pha thì em biết rồi, bật pha thì nó lại đi nó không văn minh. Vâng. Nên là anh độ đèn để nó tăng ánh sáng để anh đi những cung đường tối. Không, thực ra cái này thì cũng là một cái chi tiết mà rất nhiều chủ xe VinFast cũng có chia sẻ lại là sẽ độ cái phần đèn này lên, bởi vì họ muốn tăng cái cường độ chiếu sáng ở cái chế độ đèn cốt. Cái chỗ đèn cốt khi mà chúng ta đủ sáng thì chúng ta sẽ không hạn chế cái việc chúng ta phải đá pha để gây ảnh hưởng tới những người đối diện. Đúng. Sang cái điểm này tôi thấy hấp dẫn nhất là trên xe của anh ở đây này các bạn này. Đây chính là bộ la răng. Tôi không biết là quý vị các bạn có thích cái bộ la răng của xe anh hay không, nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi rất là thích. Thì anh có thể chia sẻ giúp em xem là bộ la răng này anh mua của thương hiệu nào và như thế nào? Bộ la răng này thì là bộ la răng thể thao, nó giống như kiểu là nó giống như la răng của Bim ấy, của bộ X5 ấy, nó là 21 inch em nhá. Thì thực ra thì anh thấy nó đẹp thì anh nắp thôi. Còn cái bộ lốp này của nó là Ferrari, và nó bộ lốp này hơn chục triệu một quả này. Nhưng mà hình như là lốp 21 này thì ở Việt Nam mình hơi khó kiếm đúng không? Con này phải đặt 20 ngày. Đặt 20 ngày. Và cái bộ mâm này anh có thể tiết lộ một chút cho mọi người biết là anh sở hữu cái bộ mâm này khoảng bao nhiêu? Cái bộ mâm này thì anh nhớ không nhầm thì đâu đó khoảng 60 triệu. 60 triệu cả 4 cái. Thế thì cũng hợp lý nhỉ anh nhỉ? Hợp lý đấy. Thì tổng thể cả cái bộ này thì nó khoảng trên 100 triệu. Cả cái mâm, cả nốp. Đây này anh bảo, cái đầu tiên mà anh lắp khi mà mua chiếc xe này là cái này này. Bước điện. Em biết thì sao? Cái này thì chắc là do anh hơi thấp, anh bước lên, em nhìn anh bước này. Bước này. Thực ra không phải là thấp mà chiều cao hơi khiêm tốn một chút. Nhưng mà thực ra là anh cũng thuộc cái típ chiều cao trung bình ở Việt Nam đấy, 1m65 đấy em ạ. Nhưng mà thực sự có một cái này này, bây giờ có nhiều người có những cái câu hỏi về cái vấn đề là bệ bước điện hay là dùng cái bệ bước gắn sẵn. Thì theo anh thì anh thấy là bệ bước điện tiện hơn hay cái bệ bước gắn sẵn thì tiện hơn? Theo anh thấy thì cũng có nhiều người nói là cái bệ bậc điện này này
thì đôi khi nó sẽ gặp một vài cái trục trặc về điện, nó không không hạ, nó không lên được. Thì anh thì anh đi ít thì anh chưa gặp bao giờ, thế nhưng mà anh lại thích cái là nó đẹp và nó gọn, nói chung nó sang trọng, nó gọn đấy. Còn lỗi nó như thế nào thì anh chưa gặp. Còn nếu mà không thích bậc này thì mình cũng có thể lắp cái bậc cố định ở đây, lắp cái bậc cơ ấy, hay là anh em mình nói thường thường là cơm, bậc cơm. Còn anh thì anh thích bậc này hơn. Ngay khi anh mở cửa thì em đã thấy hình như là xe anh là được trang bị cửa hít rồi. À có. Đấy, cửa hít. Cái này cái cửa hít này là do anh ở quê. Nhiều người cứ quen đóng cửa xe ngày xưa đánh rầm một cái. Thế thằng cu nhà anh nó ngồi trong nó giật mình. À. Thế là anh trang bị luôn cái bộ cửa hít này. Đấy các bạn thấy. Mỗi một người sử dụng thì sẽ có những cái nhu cầu sử dụng riêng và có những cái lý do để trang bị những cái option riêng này cho mình. Nên là trong một cái video này nó không phải là quảng cáo mà đây là anh em mình chia sẻ thôi. Để cho mọi người có được cái góc nhìn tham khảo về những cái phần phụ tùng, những cái bộ độ thêm cho những cái xe của mình. Ok. Em thì em nghĩ rằng khả năng nếu mà anh mà đã độ cửa hít thế này thì anh sẽ độ phần cốp của chiếc xe này là lên cốp điện. Chắc chắn là có. Chiếc này bản bay thì không phải là cốp điện mà. Chắc chắn là phải độ cốp điện. Mới đầu là anh lắp cốp điện cho con này ấy, thì cũng là lắp một bộ cốp điện thường thôi. Thì cái phần giống như kiểu zin này này là nó chưa có này. Và cái ti này nó còn hơi yếu một chút và nó hơi kêu to một chút. Thì sau này cái bộ này nó về là anh thay luôn. Nói chung là ở trong xe thì những cái việc như chúng ta trang bị như kiểu dán kính hay là thảm sàn các thứ thì với những cái mẫu xe này thì em nghĩ là mua về ai cũng làm rồi. Thôi mình bỏ qua những cái này nha anh nhá. Đấy, vào trong xe thì em nhìn thấy luôn này. Loa này, đèn này. Nhưng mà em anh thấy là hệ thống loa là nhìn cũng ngoách phết đấy anh ạ. Có cái là em thì em ngồi đây em thấy rằng có lẽ là nó sẽ hơi bị che cái tầm nhìn một chút xíu. Hơi một chút. Nhưng mà thôi, cái gì nó cũng phải có hai mặt anh ạ. Nó thích có sự được đánh em. Đổi mà. Thích nhận được. Nó có sự đánh đổi. Mình được cái nọ thì mình sẽ phải mất cái kia một tí. Gọi là không phải mất mà gọi hy sinh như một chút. Đấy. Anh thích nhận là con này này. Anh con có thể này em biết bao nhiêu? Em không biết, em không dành với âm thanh lắm. Một con này nó gần 20 triệu. Một con này gần 200 triệu. 20 triệu. 20 triệu. Một con này thôi. Đây là loa chép và đây là chép này. Đây là chép đây này. Đây là mid này. Đây là mid này. Một cái bộ này thì nó chỉ là hơn 20 triệu thôi nhá, nhưng mà riêng con này nó là gần 20 triệu. Đấy, riêng con này nó là riêng. Bộ này nó là riêng. Bộ này nó có 3 loa, nhưng anh bỏ cái loa chép của nó đi, anh lắp cái loa này. Tức là mình cá nhân hóa luôn ngay từ những cái bộ mình mua về đúng luôn rồi, đúng. Theo cái nhu cầu của mình. Nên là anh cũng là người sành âm thanh đấy. Thích em ạ, thích. Xe này thì bản bay không có đèn viền nội thất. Không có. Thì em thấy ở đây có đèn viền nội thất này. Cái này là đổi màu luôn. Anh cũng thích nó này này tí, đổi màu bằng điện thoại được không em? Tức là mình đổi màu điện thoại luôn đúng không anh? Nói chung là những cái phần ốp các thứ ở trên táp bi cửa thì có lẽ cái này là đồ chơi thôi anh em cái này là kể đấy nhỉ. Cái vô lăng này em thấy đẹp không? Rồi, cái vô lăng này là cái chúng ta cần phải nói tới này, bởi vì đây nó là carbon hit. Đấy. Còn trên cánh cửa nó là carbon trang trí. Cái vô lăng này thì em cũng gặp nhiều bác trang bị. Thì em thì em có một cái câu hỏi nhỉ. Ví dụ như em không thích cái kiểu thiết kế nó quá thể thao như thế này. Mà em muốn nó kiểu bình thường, nghĩa là vô lăng bình thường zin kiểu tròn này. Xong rồi mình bọc da và ốp được bom này thì được. Được em. Được hết. Chỉ cần em thích thôi. Là thế bây giờ là chi phí cho một cái vô lăng này anh có thể chia sẻ cho em không? Bởi vì em cũng đang định là làm cho chiếc Lắc A. Anh nhớ không lầm là đâu đó nó khoảng trên 5 triệu gì đó. Trên 5 triệu. Thế thì cũng hợp lý. Em nghĩ là cũng hợp lý. Bởi vì là rõ ràng anh thấy nó cũng rẻ mà. Cái việc mà chúng ta cầm vào cái da mà được đục lỗ như thế này so với cả vô lăng zin ấy thì cầm nó đã sướng hơn rồi. Và cái carbon này đương nhiên này, các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy là cái chất thể thao. Ai mà thích thể thao thì sẽ nghĩ là những cái đồ carbon này rất là thích. Anh thì anh lại thích cái điểm này này, cái điểm cầm này này. À đây đúng không? Cái này là head display này. Cái đấy là của Vietmap. Cái này là của Vietmap, thế còn cái này là cái này là Mobileye. Tức là nó sẽ hỗ trợ mình ở trong cái cảnh báo làn đường hay là đúng cái rồi. Gì anh? Cảnh báo va chạm sớm. Cảnh báo lệch làn. Rồi là hiển thị biển báo giao thông, rồi hiển thị tốc độ. Đây là cái mặt của nó thôi. Đồng hồ thôi, còn cái bộ đây. Nó là nằm trên này. Camera của nó đây. Rồi lát nữa thì anh cho em trải nghiệm thử để chia sẻ với mọi người nhé. Ok. À cái này nó còn có cái hay cái này này. Mình tính để tí nữa. Không, phải đi ra cao tốc mới có. Rồi tí nữa anh em đi. Có điều. Cái này để tí nữa, anh nói hết rồi để tí nữa anh em mình trải nghiệm. Ok.
Đấy, thằng này đấy. Nó lại nói rồi. Thằng này thực ra là camera của Hàn Quốc. Nhưng mà cái hàng Blackview này là cũng oách đê anh ạ. Ờ, nó là hàng đắt tiền mà. Đắt tiền đấy. Con này nó mười mấy triệu ấy đâu, 12-13 triệu gì đấy anh nhớ. Nhưng mà như cá nhân em xin phép một tí nhá. Như cá nhân em ấy, thì em thích một cái camera hành trình nó chỉ là một cái mắt thôi. Để đây này. Đấy. Xong rồi, nó kết nối vào mình một điện thoại. Nghĩa là cái mắt cam ấy, nó bé bé nằm ấy thôi này. Em lại không thích những cái nó kiểu một cục to thế như thì, này. Thế đấy. Thì em nắp con KC01 của Vietmap là được. Đấy. Anh thấy con đấy cũng hợp lý. Con đấy nó cũng giống con này mà nó nhỏ hơn. Đấy, nhưng mà anh lại thích con này hơn vì con này nó nhiều chức năng. À, thôi đấy là cái đấy là mỗi người, nhưng mà với em ấy thì cái camera hành trình nó lại chỉ là cái camera hành trình thôi. Nhưng mà ở đằng trước này, em để ý bên cạnh này. Em sót à? Em để ý bên cạnh này. Ồ, em sót. Nó có massage đấy. Có massage. Có làm mát luôn, có sưởi luôn. Ồ. Đây, em bấm vào massage em thấy bắt đầu đấm rồi. Ghế điện. Cả hai ghế luôn anh. Ờ. Ghế điện. À. Bản bay thì không tiến lên lùi xuống được. Rồi. Giống thế hệt điện. Như cái bản Plus của Lux A của em. Rồi. Thực ra thì của em cũng có. Của em ấy lại như này nhá, cái bản của em này là bản giữa anh ạ. À. Bản Plus nó lại ở giữa. À. Chứ nó không phải bản bay. À. Nâng lên, hạ ghế xuống thì ok. À. Lưng ghế các thứ ok. Nhưng mà tiến lên lùi xuống thì lại bị cắt. Ờ à, con này cũng thế. Tiến lên lùi xuống bị cắt. Ờ à. Rất là buồn cười ở cái chỗ đấy. Thế cho nên là em cái mỗi lần ai vợ em đi, ai đi xe xong lên xe em lại phải tháo tay nó kéo khịch cái. Mà cái đấy quan trọng nhất. Ừ, cái đấy là cái mà mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Cái mà nếu mà để lên một cái ghế trên xe đấy thì thường cái mình dùng nhiều nhất ấy nó là nào lên xuống. Lưng ghế là một này. Ờ. Thế lên lùi xuống là hai này. Bởi vì đôi khi mình đang đi đường, mình đang đi mình muốn đi và mình muốn tập trung hơn hạn, mình dựng lưng ghế hoặc mình tiến sát cái ghế lên một chút. Đấy. Em thấy là có nhớ ghế ba vị trí. Bên anh thì có nhớ ghế không? Không, bên này độ nhớ ghế làm gì em? Rồi ok anh. Bên này có lái đâu. Nghĩa là phục vụ người lái là chỉ yếu thôi. Còn bên cạnh ví dụ vợ anh thì cũng chỉ ngồi một lần. Đúng xong rồi là nhớ đến lúc nào đúng rồi. Chuyển cần người thì khác chuyển lên anh có nắp cam 360 này. Có nhiều người bảo là cũng không cần thiết. Nhưng mà theo bản thân anh thấy thì nó cũng khá cần thiết. Em thì em bản thân là... anh thì lái xe cũng lâu rồi. Nhưng mà có nhiều cung đường vẫn phải cần đến camera 360. Như anh có chia sẻ lúc đầu, em có nhớ là anh nói là anh hay về quê chẳng hạn. Thì đường ở quê mà với một chiếc xe như VinFast Lux SA này, nó là cái thân xe nó khá to. Là to. Đường ở quê thì đa phần là đường làng ấy anh. Mình cua các thứ hay đôi khi nó chỉ là những cái mô bê tông ở cạnh đường này mà mình không đúng chú rồi. Ý thôi là đúng rồi, cái đấy là mình cũng mất tiền đấy. Là ở quê hơi bị nhiều đấy. Vâng. Thật ra như cá nhân em dùng xe ấy, thì em thấy rằng cái cửa hít này với em nó cũng hấp dẫn. Bởi vì tại sao? Thứ nhất là mình không phải đóng cái cánh cửa này quá mạnh tay. Đúng rồi. Khiến cho cái người ngồi trong xe cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là với chiếc xe VinFast này thì cánh cửa nó khá là nặng nhất. Thứ hai là nó kín, cái xe nó rất là kín anh ạ. Nếu khi mà mình ai đó mà kiểu đang ngồi trong xe mà có người bên ngoài đóng mạnh cái cửa một cái thì cảm giác nó có một cái áp lực nó đẩy nó khó chịu. Đấy, thật sự với em cũng là như thế. Anh thì cái ghế sau này này là cái ghế phục vụ cho thằng cu nhà anh nhá. Thằng cu nhà anh nó là chủ tịch. À. Nên cái ghế sau này nó là chủ tịch. Trong nhà anh nó là chủ tịch. Tức là nó ngồi ghế sau này là phải có cái gì cho nó chơi. Ôi, chăm nghe không bằng một thấy, mà chăm thấy thì vẫn không thể nào mà thử được bằng thử được. Ơi, em sẽ cầm lái xe của anh xem là xe nó có khác bọt gì không. Thử xem cảm giác nó thế nào. Đầu tiên là em thấy rằng cái vô lăng này cầm thích hơn. Cái tay này chỗ này thích đúng không? Đúng rồi, thích sướng anh hơn. Anh thích cầm chỗ đấy. Cầm vào cái chỗ carbon này thì cũng hay, cũng ngon đấy. Nhưng mà cái chỗ phần dưới này thì em nghĩ là nếu mà đi trong phố mà đánh lái nhiều ấy thì khả năng là sẽ hơi cấn một chút. À, tùy từng người em ạ, tùy từng người, có người thích cái kiểu như vậy nó đẹp. Xe của anh đi vành 21, xong rồi lốp cứng, đi qua mấy cái gờ giảm tốc này thấy luôn. À, đi anh cũng lúc anh thay là cũng được khuyến cáo rồi là đi đẹp thôi, chứ không nếu mà đêm mà hiệu quả mà êm là nó không êm như bản 19 đâu. À, rung vô lăng luôn. Ừ. Qua những cái chỗ gờ hay là chỗ cái ổ gà cái anh mà không cẩn thận là ăn đòn ngay. Đúng rồi. Em thấy nó rung vô lăng. Em thấy rung tít mù luôn. Cảnh báo lệch làn đường luôn. Đúng rồi. Là của con Mobile Eye đấy. Em sang làn mà em không xi nhan là nó. Đây, thử luôn này. Rung luôn đúng không? Rồi bây giờ em lại trả về làn mà có xi nhan này. Là nó không rung. Im thít luôn. Ờ. Nói chung là xe mình mà chưa có thì mình lắp thêm nó cũng hợp lý. Con này nó có hai cái là nó dùng định ken nên nó chuẩn. Cái chi phí cho một cái bộ Mobileye này có mắc không anh? Ừ,
con này á, con này nó đâu đó khoảng tầm 15 triệu gì đó. 15 triệu. Là bao gồm một cục ở trên đọc tín hiệu và một cái màn hiển thị ở kia. Đúng rồi. Thực ra nó cái cục ở trên này nó là một cái mắt camera mà nó nhận diện. Thì nó cũng cũng giống như là những cái mẫu xe mà được trang bị cảnh báo lệch làn các thứ, anh, nó cũng toàn nằm ở trên khu vực cục trụ gương hết à. À hôm trước anh có xem một cái clip em có đi thử con Subaru nhỉ? Subaru Forester đúng không? Forester. Em có biết cái hệ thống EyeSight của nó ấy. Đúng. Anh cũng có tìm hiểu qua cái hệ thống EyeSight. Cái hệ thống EyeSight để nó dùng hai mắt camera hai bên để đọc cùng một lúc để nó tránh cái tình trạng là bị lag, và nhất là thứ hai là cái tầm quan sát của nó rộng hơn. Con này anh nghĩ là nó cũng học theo kiểu vậy này. Nó có một cái mắt camera ở đây này. Ồ nhưng mà cái này nó dùng nhạy quá anh ạ. Này hơi lệch làn một tí thôi là cảnh báo luôn. Nó cảnh báo để khi mình mất tập trung ấy. Cũng hay mà, anh thấy nó hay. Nhưng mà ai, nhiều khi thấy phiền đấy. Đúng rồi, ai mà không thích ấy, thì sẽ cảm thấy là nó hơi phiền một chút. Hình như là cái này cài đặt được em ạ. Cài đặt được anh? Cài đặt tốc độ ấy. Tức là mình chỉ cài đặt để tầm khoảng trên 60 thôi. Bắt đầu mới nhận đúng không? Nó mới nhận. Đi trong phố này thì cái việc anh em mình sang làn đấy nó là liên tục mà các cái xe cắt đầu các thứ liên tục ấy. Về nguyên tắc thì mình sang làn là mình xin nhan, nhưng mà nhiều khi mình quên chứ. Không, mới cả mình phải tránh xe trước anh ạ. Đôi khi mình bất ngờ xe máy ấy. Nó rung cũng hơi khó chịu nhỉ. Không, nhưng mà nếu mà nhà sản xuất mà có làm được cái cài đặt đấy thì em nghĩ là nên cài đặt khoảng tầm từ 50 trở lên là hợp lý nhất. Thoát qua cái biển gọi là biển đô thị đấy. Đúng rồi. Qua cái biển đô thị là ok. Cái này nó có GPS luôn đúng không anh? Có chứ. Đây này, có GPS. Bởi vì là đi vào đường này mà cái là hiển thị luôn cảnh báo là 100 này. 100 km/h. Cái này cũng hay, cũng đỡ được một phần cái việc là chúng ta không để ý đến những cái biển báo đó. Đúng rồi. Nhưng mà thôi, thực ra cái này thì mỗi một người một quan điểm. Ví dụ như kiểu anh Hùng ở bên em thì anh ấy thích về kiểu tốc độ, về thể thao. Anh mua những chiếc xe E46 ấy. Muốn đạp phát là phải dính ghế luôn đúng không? Anh ấy độ chiếc xe đó, anh ấy làm chiếc xe đó cá nhân theo cái ý thích của anh ấy. Anh ấy thiên hướng về kiểu chạy trong trách. Anh ấy thích về cảm giác lái. Thì anh ấy sẽ đầu tư đấy. Chứ E46 mà đắp cam 360 cái thứ lên thì anh bảo nó không có giá trị gì cả. Em nói thật với anh như thế. Với em thì em thích cái mẫu xe nó cũng chỉ ở cái mức bình bình thôi. Đi nó cũng sướng, phục vụ gia đình. Và đấy, có thêm như hôm nay có tham khảo thì khả năng đợt tới em sẽ nghiên cứu em độ cái ghế nâng cấp lên thành ghế massage. Đấy, đi cho nó sướng hơn. Và điện luôn đấy. Cái đấy là cái em thấy thích. Mỗi không, người cái điện, có một cái điện lên xuống là cần thiết. Vâng, mỗi người sẽ có một cái góc nhìn, một cái cách tiếp cận riêng, một cái sở thích riêng. Thế cho nên là qua chương trình này thì đấy cũng muốn chia sẻ với các bạn qua cái chiếc xe của anh ấy, thì các bạn có thể có những cái thông tin tham khảo về những cái đồ lắp thêm, những cái nâng cấp cho chiếc xe của mình. Nếu các bạn thấy thích đồ này thì có thể để lại xuống ngay phía dưới phần comment để chúng ta cùng nhau chia sẻ thảo luận. Và có lẽ video cũng đã dài rồi, anh em xin phép chào và hẹn gặp lại quý các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào quý vị.